Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi một góc nhìn mới cái. Một siêu phẩm. Nên nói là một siêu phẩm không? Su 30. MK hai vị. Mẫu sơn của Không quân Việt Nam. Chúng ta xem qua cái hộp nhé. Có lẽ là chúng ta không nên mất thời gian nhiều. Mở bên trong ra luôn. Ở đây. Vẫn hộp của GC như mọi khi. Các bạn cho có vẻ hơi ít tên lửa. Nhưng các bạn lại cho thêm hai cái thang. Vẫn một phi công. Một dàn tên lửa. Và đây, chiếc máy bay của chúng ta. Nằm bên trong hộp. Tôi sẽ lôi nó ra khỏi hộp nhé các bạn. Phiên bản này chúng ta không nên nói gì nhiều và chúng ta hãy thưởng thức bằng cách ngắm nhìn nó. Phong cách đồng hành của Jesse Wing có một cái hộp nhựa bên dưới là một lớp sốt. Chúng ta tạm thời sẽ không động đến phần tên lửa nhé. Và đây mô hình máy bay chúng ta. Nhấc cái nắp hộp nhựa lên nào. Chúng ta còn cái băng dính nhỏ ở đây. Và bạn có cái hộp. Vâng. Chúng ta sẽ có một cái thẻ của GC Wing. Chiếc máy bay mang số hiệu 8588. Và đây, hướng dẫn lắp ráp sơ bộ. Thực ra về phần máy bay chiến đấu tôi không dám bình luận nhiều vì kiến thức của tôi còn hạn hẹp. Các bạn thông cảm cho điều đấy nhé. Chúng ta sẽ nhấc chiếc máy bay này ra khỏi hộp. Cảm giác nhấc rất là sướng nhưng mà cũng ghê ghê các bạn ạ. Và đây, mô hình GC Wing Su 30 MK2V trên máy bay mang số hiệu 8588. Các bạn thấy nào về màu sơn này? Số 30 MK2V. Và trong chiếc hộp này chúng ta sẽ có bộ dàn, bộ can bánh. Và trong này lắp các bình cảm. Và một phi công cộng với lại một ống tiếp nhiên liệu, một ống pitot. Đây, chúng ta cùng ngắm lại siêu phẩm một lần nữa. Thực sự là tôi không nghĩ GC Wing sẽ làm chiếc máy bay này. Nhưng cuối cùng nó đã ra đời. 8588. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video unbox này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.